Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi người dân bình tĩnh, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, tin tưởng quyết định của Đảng, Nhà nước. Mỹ tiếp tục khẳng định lập trường không đổi đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên tại cuộc họp báo vừa được tổ chức chiều nay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nhiều nguyên thủ quốc gia bày tỏ kỳ vọng sự lạc quan về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Kính chào quý vị và các bạn và xin cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi bản tin tối 11 tháng 6 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tối hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Với 85,63% đại biểu Quốc hội tán thành, sáng hôm nay Quốc hội đã điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 tổ chức vào tháng 10 năm 2018. Trước tình trạng rất đông người dân tụ tập đông người gây ách tắc giao thông và có hành động quá khích ngày hôm qua, trong bài phát biểu trước Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi đồng bào cử tri bình tĩnh tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Quốc hội đang thảo luận, không nên có hành động quá khích, không để lòng yêu nước của người dân bị lợi dụng, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Phát biểu ngay sau khi Quốc hội biểu quyết lùi thời điểm thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ngày hôm qua, một số ít địa phương đã xảy ra tình trạng rất đông người dân tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông và có hành động quá khích, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Qua đây thì chúng ta thấy những cái việc mà Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang bàn ở hội trường này, nó đã lan tỏa ra ngoài xã hội. Chỉ đáng tiếc là vấn đề đó bản chất đã làm cho nhân dân không hiểu đúng bản chất của sự việc, có sự ngộ nhận, hiểu lầm vấn đề nên đã có những cái hành động quá khích và cũng không loại trừ là cái lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong cái việc này để gây ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội. Từ sự việc đáng tiếc này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi đồng bào cử tri cả nước bình tĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo quyết định của Đảng và Nhà nước, không ngộ nhận và có những hành động gây nên sự hiểu lầm, ảnh hưởng xấu đến tình hình đất nước. Quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh và tin tưởng vào những cái sự quyết định của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là những cái dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận, là luôn luôn lắng nghe ý kiến của người dân và tất cả những cái ý kiến đóng góp. Tôi bản thân tôi cũng nhận được một thư của đại biểu Quốc hội rất là tâm huyết, rất có trách nhiệm. Tôi cho là chúng ta có nhiều hình thức và trong cái hành động, trong cái phát ngôn của chúng ta đừng tạo ra thêm bất kỳ một cái sự ngộ nhận hiểu lầm nào nữa. Và một cái sự ngộ nhận đó mà nó lan ra ngoài xã hội, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định việc lùi thời điểm về luật đặc khu đã thể hiện trách nhiệm của Quốc hội, đồng thời đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội thể hiện trách nhiệm khi xây dựng luật, khi bàn các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Trước việc người dân một số địa phương có hành động quá khích gây cản trở giao thông và gây rối, bên lề Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã đồng tình với phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rằng không để lòng yêu nước bị lợi dụng và người dân hãy thể hiện nguyện vọng của mình một cách chính đáng. Cái việc thể hiện cái mong muốn nguyện vọng của mình ở đây là rất là chính đáng, nhưng cái hình thức biểu hiện thì cũng không nên là gây ảnh hưởng. Tôi khuyên bà con một điều là những cái hành vi đó, trong đó có những hành vi đã cấu thành những tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự. Nhiều khi mình nhẹ dạ cả tin mà cái người nó đứng nó xúi giục mình thì nó lại không bị coi là phạm tội bởi vì nó không ra mặt, mà bà con không khéo lại trở thành là nạn nhân của cái hành vi xúi giục đó. Tôi xin kêu gọi tất cả mọi người hãy sục sôi cái lòng yêu nước hơn nữa, nhưng phải có lý trí, tuyệt đối đừng để những kẻ xấu lợi dụng. Tôi cũng mong muốn là cử tri ở Bình Thuận cũng rất là bình tĩnh và sắp tới đây chúng tôi sẽ kết thúc kỳ họp, cũng sẽ về tiếp xúc cử tri và cũng sẽ lắng nghe
ghi nhận tất cả các ý kiến của các cử tri để phản ánh đến Thường vụ Quốc hội, đến Quốc hội để làm sao chúng ta xây dựng được một cái dự án luật là đáp ứng được cái mong mỏi của cử tri. Là sắp tới là công tác tuyên truyền, giải thích, vận động để bà con hiểu đúng về cái luật đặc khu, hiểu đúng cái chủ trương của chính phủ về vấn đề đề xuất luật lùi lại, cũng như là cái việc vừa bấm nút của đại biểu quốc hội mới thì rõ ràng là phải làm cho bà con hiểu rõ. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái bài học lớn của cả phía các cơ quan lập pháp, trong đó có Quốc hội, trong quá trình tiến hành xây dựng luật, cố gắng có được một thu thập được nhiều hơn cái ý kiến của người dân, và ngược lại cũng tăng cường cái ý thức của người dân đối với cái việc công việc chung của đất nước. Trước vụ việc tụ tập gây rối đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận vào đêm hôm qua, chiều nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã chủ trì buổi họp báo công bố các nội dung liên quan đến tình hình này. Cũng tại buổi họp báo này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định thông tin hai cảnh sát hy sinh trong vụ việc ngày hôm qua là tin giả. Như thông tin đã đưa, từ sáng mùng 10 tháng 6 đến nay, tại tỉnh Bình Thuận đã xảy ra nhiều điểm nóng, trong đó những người quá khích đã ra chặn quốc lộ 1 tại thị trấn Phan Dí Cửa, huyện Tuy Phong, gây tắc nghẽn nhiều giờ liền. Đỉnh điểm là tối mùng 10 tháng 6, hàng ngàn người quá khích đã xô cổng, tràn vào các trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đập phá. Nhiều lực lượng chức năng đã bị thương khi ngăn cản những người quá khích. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đối với việc xảy ra vào ngày mùng 10 tháng 6 tại thị trấn Phan Dí Cửa, huyện Tuy Phong và trước cửa trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng, củng cố giải quyết tình hình trên địa bàn. Vì vậy vẫn chưa có đầy đủ thông tin chính thức để cung cấp cho báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền khách quan theo đúng chỉ đạo, quan điểm của nhà nước về dự thảo luật xây dựng đặc khu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quy định nhà nước về xử lý các hành vi kích động, phá hoại tài sản, tránh đưa tin theo kiểu giật gân kích động mà vận động người dân, xoa dịu dư luận. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng khẳng định không có cảnh sát hay người dân nào bị chết trong cuộc gây rối loạn cả ngày hôm qua và hôm nay tại tỉnh Bình Thuận như một số tài khoản mạng xã hội loan tin. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, do chưa có con số chính thức từ cơ quan chức năng nên chỉ cung cấp cho các nhà báo phóng viên những thông tin như trên. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin được dành thời lượng đề cập đến một sự kiện đang được dư luận quốc tế hết sức quan tâm, đó là sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày mai tại Singapore. Các quan chức Triều Tiên và Mỹ cũng đã bắt đầu cuộc họp cấp chuyên viên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày mai 12 tháng 6. Tuy nhiên, cho đến giờ thì quan điểm về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ vẫn không đổi. Cuộc họp này đã diễn ra vào 10 giờ sáng nay tại khách sạn Ritz-Carlton của Singapore giữa Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim, trưởng phái đoàn Mỹ và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Sun-hun. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, phái đoàn Mỹ Triều sẽ cố gắng đưa ra một dự thảo để trình lên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử diễn ra vào ngày mai. Trước đó, hai quan chức này đã có các cuộc gặp tương tự tại làng đình chiến Bản Môn Điếm để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Giới quan sát quốc tế đánh giá các quan chức này là những người có những đóng góp quyết định cho sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh. Trong một diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tổ chức cuộc họp báo ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra vào ngày mai 12 tháng 6, trong đó khẳng định quan điểm của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên là không đổi, đó là Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn nếu muốn nhận được những ưu đãi và nới lỏng trừng phạt của Mỹ. Ông Mike Pompeo dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết ông Trump tin tưởng vào sự thành công của hội nghị và cho biết Triều Tiên sẽ có một tương lai tươi sáng nếu nước này thực hiện các bước đi đúng đắn trong việc tiến hành phi hạt nhân hóa. Sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi những nội dung to lớn liên quan đến hòa bình khu vực sẽ được hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên bàn thảo. Thành viên của đoàn đàm phán của hai bên gồm những ai vào lúc này cũng gây sự tò mò cho người dân. Và sau đây sẽ là danh sách hai đoàn theo tìm hiểu của phóng viên VTC. Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Ri Rung Ho, người có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Triều Tiên, từng tuyên bố là sẽ đối phó với Mỹ bằng mọi biện pháp cứng rắn nhất trong lịch sử. Khác với ông Kim, Bộ trưởng Quốc phòng mới đắc cử No Quang Chol lại có quan điểm ôn hòa hơn người tiền nhiệm. Động thái nhấc ông No lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được cho là nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Bà Kim Yo Jung, em ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên,
bà từng tháp tùng anh trai mình trong cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và chuyến thăm Trung Quốc vào đầu năm 2018. Phái đoàn Triều Tiên lần này còn bao gồm cả ông Kim Jong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, người sau lùm xùm hủy họp đã gửi tâm thư tới Mỹ đề nghị tiếp tục cuộc gặp lịch sử. Đoàn đàm phán của Tổng thống Trump tới Singapore có Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA, người từng tới Triều Tiên để đàm phán sơ bộ cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Kế đến là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, thuộc phái Diều Hâu là người có đường lối chủ chiến. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, người đã đưa Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-chol tới phòng bầu dục để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 vừa qua. Thư ký Nhà Trắng Sarah Sanders, người nhậm chức vào tháng 2 năm 2018, với quan điểm lạc quan về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra quan điểm dự đoán mọi việc có thể diễn ra rất tốt đẹp trong cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày mai tại Singapore. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày mai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp mặt Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong một bữa trưa tại dinh thự Istana. Khi được phóng viên hỏi cảm nhận của ông về hội nghị Mỹ-Triều, ông Trump chỉ nói rất tốt. Đồng thời, ông Trump còn nói với Thủ tướng Singapore rằng tôi nghĩ hội nghị ngày mai sẽ rất thành công. Bên cạnh đó, trong bữa trưa, Tổng thống Mỹ còn nhận được món quà sinh nhật sớm trước 3 ngày từ Thủ tướng Singapore. Đây là hành động được dư luận đánh giá cao vì nó thể hiện sự hiếu khách, thân thiện của nước chủ nhà tổ chức sự kiện chính trị này. Khi chỉ vừa mới rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây kinh ngạc khi dường như đang rất quyết tâm ký một thỏa thuận với Triều Tiên. Tuy nhiên, cách thức tiến hành phi hạt nhân hóa Triều Tiên chính là cốt lõi của bất đồng và là vấn đề lớn nhất quyết định thành công hay là thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này. Song dù thế nào đi chăng nữa thì việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp mặt trực tiếp đã có thể cho phép nhiều người nghĩ đến triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 9 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trực tiếp gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là một trong những tin tức gây sốc nhất trong lĩnh vực quan hệ quốc tế những năm gần đây, có thể được mô tả như một cơn sóng lớn đang nổi lên. Một loạt những nỗ lực ngoại giao con thoi đã được thực hiện, và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore sau nhiều cân nhắc trì hoãn cuối cùng đã được thực hiện. Tuy nhiên, cuộc gặp này có đạt được kết quả đáng kể hay không lại là việc không hề dễ dàng bởi sự khác biệt về quan điểm giữa Washington và Bình Nhưỡng. Khoảng cách lớn nhất giữa Mỹ và Triều Tiên là việc định nghĩa phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Đối với Triều Tiên, đó là việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, đối với phía Mỹ, dường như mục tiêu là nhắm vào Triều Tiên. Đó là việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Tôi cho rằng hai định nghĩa này là khác nhau. Đối với Tổng thống Trump, cuộc gặp lần này nhằm chứng minh với trong nước về tính hiệu quả của chính sách gây áp lực trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, đặc biệt là trước thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11. Còn đối với Triều Tiên, đây là cơ hội để làm dịu mối đe dọa an ninh và các biện pháp trừng phạt nặng nề, và cũng là để tìm kiếm sự đảm bảo từ những cam kết của Mỹ. Dưới tiền đề này, Triều Tiên mới có thể đi theo con đường mở cửa và phát triển nền kinh tế. Tôi nghĩ có cơ hội lớn để tiến tới một thỏa thuận, vì trong vài tuần gần đây, các nhà lãnh đạo hai phía Mỹ và Triều Tiên đã có nhiều cuộc thảo luận cấp cao tại nhiều địa điểm. Và giờ, xét trên thực tế là hai nhà lãnh đạo đã tới Singapore. Tôi cho rằng đã có những thỏa thuận về sơ bộ, và cuộc gặp ngày mai sẽ là thời điểm hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp và thảo luận thống nhất về những điểm cuối cùng. Bản thân việc họ cùng đặt chân tới Singapore đã là một dấu hiệu tốt cho thấy có thể sẽ có thỏa thuận giữa hai bên. Đảm bảo kiềm chế Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân trong khi duy trì lợi ích bảo vệ an ninh của mình và các nước đồng minh, đồng thời lấy lại uy tín sau khi phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran. Đó là những gì mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tính toán. Tuy nhiên, xét tới vai trò mang tính sống còn của chương trình hạt nhân đối với Triều Tiên, thì việc Bình Nhưỡng có chấp nhận nhượng bộ theo những yêu cầu của Mỹ hay không còn là câu hỏi lớn. Không chỉ hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên mà nhiều nguyên thủ quốc gia khác đều đánh giá cao sự kiện lịch sử này và bày tỏ niềm kỳ vọng, sự lạc quan về hội nghị sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tại buổi làm việc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các phụ tá, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên.
Ông cho biết ông sẽ có một cuộc gặp riêng rất thú vị vào ngày mai và mọi việc có thể diễn ra rất tốt đẹp. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng bày tỏ niềm tự hào khi đảo quốc sư tử được lựa chọn để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Không dễ để tìm một nơi tổ chức cuộc gặp lịch sử như vậy, với việc cả Mỹ và Triều Tiên đều nhất trí. Từ quan điểm của Singapore, điều quan trọng là cuộc gặp sẽ diễn ra và có một kết quả tích cực, tạo ra các bước đi quan trọng hướng đến an ninh và ổn định trong khu vực. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa có một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này cho thấy, ông Moon Jae-in vẫn rất quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, dù ông chỉ cử quan chức cấp cao của Hàn Quốc tham dự sự kiện này. Tôi hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra những giải pháp táo bạo, đáp ứng một cách hào phóng yêu cầu của nhau. Từ đó, mong ước về một kỷ nguyên mới trên bán đảo Triều Tiên sẽ trở thành sự thật. Tôi mong mỏi và hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh ngày mai sẽ thành công. Tại một cuộc họp báo tại Nhật Bản, nguyên thủ quốc gia cao tuổi nhất thế giới, Thủ tướng Malaysia Mohammad Mahathir hoan nghênh sự kiện đặc biệt giữa Mỹ và Triều Tiên. Các nước không nên hoài nghi thái độ hòa giải gần đây của Triều Tiên. Nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm cải thiện quan hệ với Washington cũng như từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ giúp xoa dịu căng thẳng ở Đông Bắc Á. Bất cứ hành động hòa giải giữa hai chủ thể xung đột đều đáng được hoan nghênh. Dù còn nhiều nghi ngờ và thận trọng, song với các tuyên bố tích cực trước hội nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khiến nhiều nước kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ mang lại kết quả như dư luận mong đợi. Đúng như tên của nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử Sentosa, trong tiếng Malaysia có nghĩa là hòa bình và bình yên. Trong một diễn biến liên quan, một ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in. Người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết là Tổng thống Mỹ Trump đã trao đổi với Tổng thống Moon Jae-in về việc ông sẽ cử Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Hàn Quốc vào ngày 13 tháng 6 sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều để thảo luận về việc thực hiện kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều. Cũng theo người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in cho rằng nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều thành công thì đó không chỉ là món quà sinh nhật cho ông Trump mà còn là món quà cho toàn thế giới. Và trước thềm hội nghị Mỹ Triều diễn ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã gặp mặt Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại dinh thự Istana. Trên đường rời khỏi nơi ở của Thủ tướng Singapore, hình ảnh vị tài xế riêng của ông Kim Jong Un đã được chụp lại. Trong hình ảnh có thể thấy vị tài xế này là một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên, tóc hoa râm, khác hẳn với hình ảnh lực lưỡng, cơ bắp mà nhiều người vẫn tưởng tượng. Thân thế của người đàn ông này vẫn là một bí ẩn. Thế nhưng người tài xế thân cận của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một người có vai vế trong Đảng Lao động của Quốc hội Triều Tiên. Vì vậy, người tài xế vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận. Rõ ràng là trong nhiều ngày qua, thế giới đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ phía Bình Nhưỡng. Trong bầu không khí này thì dường như sự căng thẳng bấy lâu tại biên giới Liên Triều cũng giảm bớt, mang lại cho nơi đây một quang cảnh yên bình hơn. Chiến tranh Triều Tiên nổ ra ngày 25 tháng 6 năm 1950 và kéo dài tới ngày 27 tháng 7 năm 1953. Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do hai bên mới chỉ ký hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước đã tuyên bố sẽ đi đến thỏa thuận hòa bình vào cuối năm nay. Hai quốc gia cũng tìm được tiếng nói chung trong cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và đã đồng ý rằng các biện pháp do Triều Tiên khởi xướng có ý nghĩa quan trọng với tiến trình phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc và Triều Tiên đồng ý thực hiện vai trò của mỗi nước trong vấn đề này. Những tín hiệu tích cực đang hứa hẹn rằng hòa bình sẽ đến trên bán đảo. Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến sẽ đề cập tới việc thiết lập quan hệ mới giữa hai miền, phi hạt nhân hóa và xây dựng cơ chế gìn giữ hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Và vào thời điểm này thì nhóm phóng viên thời sự của VTC đã có mặt tại Singapore để sẵn sàng chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cập nhật nhất liên quan tới sự kiện đang được dư luận thế giới hết sức quan tâm, đó là hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra vào ngày mai tại Sentosa, Singapore. Và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn liên tục những hình ảnh cập nhật về sự kiện này bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng ngày mai cho đến hết bản tin 19 giờ tối mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trở lại với phần tin trong nước, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã chính thức ban hành quyết định thi hành án 3 năm tù đối với Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô đối với trẻ em. Quyết định được ký ngay sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu nhận được bản án giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay, quyết định này đã được Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu gửi chuyển phát nhanh cho Nguyễn Khắc Thủy, người phải thi hành án đang được tại ngoại và các cơ quan tố tụng có liên quan, trong đó có nhà tạm giữ công an thành phố Vũng Tàu. Ngoài chuyển phát nhanh, cơ quan thi hành án hình sự cũng sẽ tống đạt quyết định trực tiếp cho Nguyễn Khắc Thủy tại nơi ở.
Nguyễn Khắc Thủy hiện đang cư trú tại chung cư Lakeside, thành phố Vũng Tàu. Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được quyết định, Nguyễn Khắc Thủy sẽ phải có mặt để chấp hành án. Nếu quá thời hạn mà Nguyễn Khắc Thủy không tự nguyện thi hành thì sẽ bị áp giải để thi hành án tại nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu. Sáng hôm nay, Hội đồng xét xử Tòa nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 4 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1980, trú tại huyện này về tội làm nhục người khác vì hành vi hát tiết lợn vào người Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát huyện Hương Khê, vào khoảng 3 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2018, đoàn liên ngành của huyện Hương Khê đi kiểm tra việc giết mổ gia súc tại chợ Sơn, thị trấn Hương Khê. Đến khoảng 5 giờ 40 phút, trong khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên trong đoàn đang tuyên truyền cho các tiểu thương ký cam kết giết mổ tập trung, thì tiểu thương Nguyễn Thị Loan đã dùng chai đựng tiết lợn hắt lên người Chủ tịch huyện và một số thành viên trong đoàn kiểm tra. Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thị Loan đã viết thư xin lỗi Chủ tịch huyện Hương Khê. Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng nay, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Loan 4 tháng tù. Sáng hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Cụ thể là tại lán nương khu vực mốc 65 tuyến biên giới Việt-Lào thuộc địa phận bản Hủy Hịa, cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì. Các trinh sát đã phối hợp với bắt giữ 3 đối tượng người Lào đang mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Tang vật thu giữ tại chỗ bao gồm 31.000 viên ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 2 kg thuốc phiện, 4 khẩu súng và một số tang vật khác có liên quan. Các đối tượng được xác định là Thảo Sươi, Nang Mui và Nang Dên cùng trú tại bản Hủy Hịa, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì của Lào. Cả 3 đối tượng trên đều là những đầu nậu buôn ma túy, chỉ giao dịch ma túy với số lượng lớn. Khi giao hàng luôn có vũ khí nóng đi kèm để chống trả lực lượng chức năng hòng thoát thân khi bị phát hiện. Hiện nay các đối tượng và toàn bộ tang vật đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao cho Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Lì của Lào xử lý theo quy định. Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết là bệnh viện này vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng sau khi điều trị biến chứng bàn chân từ tiểu đường. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, bởi bệnh viện đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân tiểu đường khi nhập viện đã phải đối mặt với nhiễm trùng hoại tử, thậm chí là phải cắt cụt chi chỉ vì tự ý đắp các loại thuốc lá. Bệnh nhân 60 tuổi này đã mắc đái tháo đường được 10 năm và mắc bệnh tê bì tay chân. Gần đây, để làm giảm triệu chứng tê cứng chân tay do bệnh gây ra, gia đình bệnh nhân này được mọi người mách bài thuốc dân gian là dùng lá ngải cứu để chườm nóng. Tuy nhiên, rối loạn thần kinh ngoại vi của bệnh khiến bệnh nhân không cảm nhận được độ nóng của lá chườm, dẫn đến việc bỏng và loét bàn chân. Mới hôm đầu thì ông cũng đi lại cũng đỡ, nhưng mà vẫn phải dìu ông á. Đi lại thì ông cũng đỡ, nhưng mà hôm đắp là trong quá trình nó ra nhiệt nhiều quá nên là nó bị mụ, nó kiểu nó nóng, nó rộp lên lớp da chân của ông lên. Các bác sĩ cho biết việc sử dụng các loại thuốc dân gian là có thể khi điều trị bệnh. Tuy nhiên, riêng đối với bệnh đái tháo đường, bệnh nhân thường bị biến chứng thần kinh ngoại vi, làm giảm cảm giác ở chân. Khi sử dụng các loại thuốc chườm, nước ngâm chân mà không thử độ ấm trước sẽ dễ dàng gây ra bỏng nặng. Một số bệnh nhân hoặc người nhà để dùng những phương pháp vật lý như chườm nóng hoặc ngâm nước nóng hoặc những cái phương tiện vật lý trị liệu để dùng như là tia hồng ngoại là để sưởi ấm cái bàn chân để mong được điều trị được cái tê bì bàn chân đấy, thì gây ra cái hiện tượng khi lúc đó thì không kiểm soát được cái nhiệt độ nên gây hiện tượng bỏng, và bỏng là gây cái loét, và loét ở bàn chân thì rất là khó điều trị. Các bác sĩ cũng cho biết trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị vì biến chứng do tự điều trị bằng các phương pháp truyền miệng như thế này không phải là hiếm. Tuy nhiên, người bệnh đái tháo đường nếu muốn ngâm chân, đắp lá hay sưởi chân cần có người thân túc trực bên cạnh, liên tục kiểm tra nhiệt độ và thời gian sử dụng. Ngoài ra, bệnh nhân cần được bác sĩ tư vấn trước khi áp dụng, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vào những ngày hè nóng nực như thế này thì tìm đến các bể bơi là giải pháp được rất nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình trong kỳ nghỉ. Thế nhưng sử dụng bể bơi như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại rất ít người quan tâm, mặc dù đây là một môi trường rất dễ nhiễm bệnh. Tại hầu hết các bể bơi, việc tắm tráng trước khi xuống nước là một cách giữ vệ sinh chung và có lợi cho mình. Nhưng mọi người lại ít chú ý tới điều này, ngay cả với một lớp học dạy kỹ năng sống. Có nhắc nhở các em là cũng cần phải tráng nước ngọt trước, nhưng mà có vẻ là ở trong này thì cũng chỉ nhắc nhở sơ qua thôi, chứ cũng chưa thực sự là để tâm ạ.
Không tắm tráng, những người sử dụng bể bơi đã vô tình mang một lượng mồ hôi, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, thậm chí có cả chất thải trên cơ thể hòa vào nước. Chưa kể đến những người đang mắc bệnh về da liễu. Đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến ô nhiễm nước bể bơi. Để xử lý nguồn nước một cách nhanh chóng, các chủ quản lý bể bơi sử dụng hoạt chất clo. Đưa clo vào thì nó phải đảm bảo tiêu chuẩn để làm sao cái chất, để làm sao cái lượng clo này nó đủ đáp ứng, chứ không có clo mà nhiều quá thì cái độ pH nó thấp quá thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nó kích ứng lên da và thậm chí nó kích ứng lên mắt, rất là gây nguy hiểm cho cái sức khỏe con người. Thời điểm này, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp đến thăm khám các bệnh về da. Trong đó, nhiều trẻ em mắc bệnh viêm kết mạc ở mắt, nhiễm khuẩn ở tai, nấm da, chốc lở, viêm da tiếp xúc. Số các cái bệnh viêm da tiếp xúc thì có thể là gây ngứa, trẻ em cào gãi rồi đêm không ngủ được. Hoặc là những cái bệnh mà nhiễm khuẩn thì nếu mà mình không điều trị thì tổn thương nó lan rộng ra. Nó có thể có các cái biến chứng, ví dụ như là viêm cầu thận các thứ chẳng hạn. Để tránh nhiễm bệnh từ hồ bơi, cần lựa chọn bể bơi có chất lượng nước đảm bảo, trang bị đầy đủ các vật dụng bảo vệ. Ngoài ra, các bác sĩ Bệnh viện Da Liễu Trung ương cũng có những khuyến cáo trước khi xuống bể bơi. Trước khi vào hồ bơi thì nên tắm, sau đó thì ngay sau khi mà ra hồ bơi thì cũng tắm lại bằng nước sạch và các cái loại xà phòng. Đặc biệt là những cái trẻ mà có cái bệnh da có sẵn rồi thì người ta thì là khuyến cáo là nên bôi một cái lớp Vaseline ở trên người để cho nó tạo thành một cái lớp bảo vệ giữa da. Với những môi trường dễ bị ô nhiễm như ở bể bơi, để tránh mang bệnh, người đi bơi cần tự trang bị kiến thức về sức khỏe, nên tạo thói quen giữ vệ sinh nguồn nước cho những người xung quanh và cũng là cho chính mình. Sáng ngày mai 12 tháng 6, trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp và thống nhất điểm chuẩn vào lớp 10. Đồng thời sẽ công bố bảng điểm thi của tất cả thí sinh và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 vào lúc 12 giờ trưa. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có hơn 3.000 thí sinh dự thi. Những lớp chuyên có nhiều thí sinh dự thi nhất là tiếng Anh, toán, ngữ văn. Trong năm học 2018-2019, trường phổ thông Năng khiếu tuyển 600 học sinh cho hai cơ sở đào tạo. Cơ sở 1 tại số 153 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên là chuyên toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh và ngữ văn. Cơ sở 2 tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên là chuyên toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh và ngữ văn. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên tại mỗi cơ sở là tổng số điểm của các bài thi không chuyên và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đã tính hệ số. Kết thúc giai đoạn chấm thi của kỳ thi vào lớp 10, nhiều giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tỏ ra khá thất vọng khi điểm của các bài thi không cao, đặc biệt là phổ điểm của môn toán, phân hóa khá rõ rệt. Đa số các bài thi chỉ đạt từ 2 đến 5 điểm và cũng đã xuất hiện khá nhiều trường hợp bị điểm 0. Ở môn ngữ văn, phổ điểm khả quan hơn khi đa số thí sinh đạt từ 7 đến 8 điểm. Dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm thi vào lớp 10. Kết quả sẽ được gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện. Và ngày 14 tháng 6, điểm chuẩn các trường chuyên sẽ được công bố. Trong khi đó thì phải đến ngày 10 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh mới công bố điểm chuẩn của các trường thường. Sau đó từ ngày 11 đến ngày 27 tháng 7, các trường trên địa bàn sẽ tổ chức nhận hồ sơ nhập học của các thí sinh. Chuyển sang một thông tin về nông nghiệp. Vụ vải thiều năm nay đang bước vào tuần đầu tiên của chính vụ. Bên cạnh những áp lực của sản lượng tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, thì vụ vải thiều chính vụ năm nay nhận được những tín hiệu khá khả quan về các thị trường khó tính. Ngay tại vựa vải thiều lớn thứ hai của cả nước đó là Hải Dương. Theo thống kê thì năm nay tổng sản lượng vải thiều đặt chân đến các thị trường khó tính đã tăng hơn 10% so với vụ mùa năm ngoái. Ghi nhận của phóng viên thời sự VTC. Nằm trong vùng trồng vải Việt Gáp, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngay từ đầu vụ vải thiều chính vụ 2018, gia đình anh Thắng đã xuất bán được các chuyến hàng đi Nhật Bản và Mỹ. Đây là tín hiệu vui không chỉ với gia đình anh Thắng mà còn cho nhiều hộ trồng vải theo tiêu chuẩn xuất khẩu ở Hải Dương. Nhanh gọi là tổng diện tích là đi 3 mẫu, có đâu là hơn 1 hectare là 2 mẫu 7 là vùng Việt Gáp, được đạt tiêu chuẩn 100% là xuất khẩu được. Vải này là xuất sang Mỹ hôm nay là gần tấn, sang Nhật là mới bắt đầu nó chưa chứng kỹ thì mới tạm lấy được có 57 tạ. Cân mà không biết mình là thôi thì tầm đấy là cũng phấn khởi. Không mức độ dẻo quá. Hiện 35.000 tấn vải Hải Dương đã được tiêu thụ.
trong đó 1.500 tấn vải chiếm gần 40% lượng tiêu thụ đã xuất khẩu thành công, tăng 10% lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 100 tấn vải của vựa vải này đã đặt chân sang Mỹ, EU. Theo các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu vải, năm nay tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã giảm hơn 30% so với cùng kỳ do vụ vải thiều tại Việt Nam trùng với thị trường này. Nhiều doanh nghiệp đã phải tìm kiếm các thị trường xuất khẩu để giải quyết áp lực về nguồn cung tăng gấp đôi của vải chính vụ 2018. Nhưng năm nay cái lượng vải rất là lớn, nhưng mà ở bên Trung Quốc thì họ cũng lại đang trong thu hoạch của cái vải ở bên Trung Quốc. Thì công ty chúng tôi đang xuất đi vải thiều sang Singapore, hai công vải đi Malaysia. Và số lượng đi Quốc Mắc thì mỗi ngày được hơn 10 tấn, còn lại là thị trường ở trong nước. Khẩu đi sang thị trường các nước ngoài thì chúng tôi cũng phải xử lý qua là cho sục rửa, quản lý về cái chất lượng cái sản phẩm của cái đầu vào. Sau đó chúng tôi là đưa vào là đóng gói rồi đưa vào kho lạnh bảo quản đảm bảo được nhiệt độ thì chúng tôi xuất đi sang các bên nước ngoài và hệ thống siêu thị. Mặc dù hơn 80% diện tích vùng trồng tại hai vựa vải thiều lớn nhất cả nước đã được trồng theo tiêu chuẩn ghép, hầu hết các thị trường có tính như Mỹ, EU, Úc, Nhật đã mở cửa cho trái vải thiều của Việt Nam. Tuy nhiên, do những thiếu thốn về công nghệ bảo quản, công nghệ chế biến, chi phí vận chuyển cao khiến cho lượng vải thiều đặt chân đến các thị trường còn gặp không ít khó khăn. Các bộ ngành của Trung ương, chính phủ có những cái công nghệ liên quan đến thu mua, sơ chế và bảo quản để xuất của vải có thể lưu giữ được lâu trong quá trình thu mua, vì cái vải mà nó cần phải tươi, do vậy cần phải nhanh. Phải gắn giữa vùng nguyên liệu với công tác chế biến, chứ không thể cứ bán tươi mãi được. Bán tươi một phần, còn nó phải tổ chức chủ động, phải có cái nhà máy. Thì năm nay chúng ta sẽ mở thêm khoảng từ 7 đến 8 nhà máy hiện đại, cùng với 145 cơ sở chế biến cũ của chúng ta, thì tăng năng lực trong thời gian tới. Với 13 mã số vùng trồng trên diện tích 132 ha đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ, Úc, EU, 300 ha vải thiều được cấp chứng nhận Việt ghép, sẽ có hơn 3.500 tấn vải chất lượng cao được cung ứng từ các nhà vườn tại Hải Dương. Để hạn chế những rào cản của trái vải Việt Nam tiếp cận với nhiều thị trường trên thế giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương dự kiến nhà máy chế biến bảo quản nông sản với công nghệ từ châu Âu đầu tiên sẽ được xây dựng tại vựa vải này trong vụ vải 2019. Việt Nam vừa có mặt trong danh sách 50 quốc gia thám hiểm tuyệt vời nhất thế giới theo bình chọn của US News, một tờ báo uy tín của Mỹ. Cụ thể là US News đã thống kê danh sách 50 quốc gia hàng đầu cho các hành trình phiêu lưu khám phá thông qua bình chọn của 21.000 người về 5 quốc gia mà họ nhận thấy là thân thiện, vui vẻ, khí hậu dễ chịu, cảnh quan tuyệt vời và mang lại cảm giác thu hút nhất. Theo tờ báo này, đây là 5 đặc tính đầu tiên cần có trong một hành trình du lịch mạo hiểm. Sau khi có đầy đủ dữ liệu, US News xếp hạng các quốc gia theo mức điểm đạt được trên tất cả các danh mục này. Theo đó, Việt Nam góp mặt trong danh sách và xếp ở vị trí thứ 43. US News mô tả, Việt Nam là một quốc gia đông dân cư và có sự phát triển nhanh chóng, với khoảng 1/3 dân số sống ở các thành phố nhộn nhịp. Nơi đây có nhiều địa điểm đẹp còn hoang sơ, thích hợp cho những hành trình du lịch phiêu lưu khám phá. Top 5 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng của US News là Brazil, Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, giữa tất cả những gì mà con người đã làm, nghĩ hoặc là trở thành đều được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách. Thế nhưng trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, văn hóa nghe nhìn lấn át văn hóa đọc và giới trẻ ngày nay đang xa dần với thói quen đọc sách mỗi ngày. Và với mong muốn tạo hứng thú giúp trẻ xây dựng tình yêu với sách, nhóm Tủ sách Lam Sơn cùng với tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chương trình chạy hè mang tên Cùng Vui Đọc Sách với những hoạt động vô cùng hữu ích và thú vị. Trải nghiệm một bộ phim được chuyển thể từ sách, chơi các trò chơi dân gian được thể hiện qua các tài liệu, cùng đọc, cùng vẽ tranh, cùng đọc, cùng ứng dụng. Đó là những hoạt động mà gần 200 em học sinh tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa được trải nghiệm trong trại hè này. Ban thường vụ tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng đã có chương trình phối hợp cùng với dự án Tủ sách Lam Sơn để tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu nhi, các đại biểu tham gia đại hội. Có thể nói là các hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực. Nội dung của cái trại hè lần này thì chúng tôi là mong muốn là các con có thể được trải nghiệm văn hóa đọc và hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là tri thức đến từ sách và những cái kiến thức đến từ sách được chuyển thể, được vận dụng sáng tạo trong đời sống của các con. Theo thống kê ở Việt Nam,
Trung bình một người đọc chỉ 4 cuốn sách trên một năm. Trong đó, 2,8 cuốn sách là sách giáo khoa, 1,2 cuốn sách là sách khác. Tỷ lệ người hoàn toàn không đọc sách chiếm tới 26%. Tỷ lệ người thỉnh thoảng mới cầm sách để đọc là 44%. Đọc thường xuyên chỉ chiếm tỷ lệ là 30%. Con số này thấp hơn rất nhiều các nước trong khu vực Đông Nam Á, chứ chưa nói đến thế giới. Thì cái hiện tượng là thực trạng là thiếu sách nó xảy ra từ nhiều năm nay. Cái hệ thống thư viện trường học cũng như là thư viện địa phương nó hoạt động quá là kém hiệu quả và nó khiến cho có những cái vùng là trắng sách. Thì gần đây thì có những cái hội nhóm, các cái tổ chức xã hội tự thành lập hoặc là tự các cá nhân tự thành lập đưa sách về nông thôn. Đọc sách là một cách thưởng thức văn hóa sang trọng và có chiều sâu, là cách tốt nhất để làm giàu có vốn liếng ngôn từ của con người. Đặc biệt đối với trẻ em, sách là nguồn tri thức nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, là cơ sở hữu ích cho việc nâng cao tri thức, hiểu biết, tạo dựng những tầng sâu trong toàn bộ hệ thống kiến thức, nhận thức của mỗi con người. Con thường xuyên đọc sách và các sách về thể loại trinh thám là sách con thích nhất ạ. Với những hoạt động thiết thực, chương trình đã mang đến cho các em học sinh những ngày hè đầy ý nghĩa, giúp các em học sinh yêu thêm những trang sách. Giữa sự ồn ào vội vã của một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn rất nhiều câu chuyện tử tế được viết lên hàng ngày. Đó có thể chỉ là một ổ bánh mì từ thiện mỗi buổi sáng, hay là câu chuyện của một cô gái trẻ nhận cưu mang hàng trăm chú chó bệnh tật bị bỏ rơi. Tất cả những việc nhỏ này đã tạo ra sự bao dung hiền hòa cho mảnh đất Sài Gòn hàng trăm năm nay. Con hẻm số 96 đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh còn có một cái tên khác là hẻm Ông Tiên. Đúng với tên của con hẻm, ở đây có một ông tiên giữa đời thường. Thùng trà đá miễn phí, tủ thuốc cho người nghèo hay những hộp cơm từ thiện được đều đặn phát vào mỗi thứ năm hàng tuần. Tất cả đều do ông tiên Nguyễn Văn Út, người thợ sửa xe ở đầu con hẻm này thực hiện. Làm cái việc từ thiện này được 17-18 năm rồi. Thì cũng có một thời gian chú nằm ở ngoài đường. Thì ở ngoài đường mình chứng kiến những cái cảnh nghèo nó khó khăn lắm nhiều. Đêm dậy, giật mình dậy thấy mấy người đi lụm ve chai ban đêm, rồi ban ngày đi bán vé số, thì mình thấy như mình thương cảm. Nhiều người làm từ thiện, người ta không có cho quay, không có cho lên truyền hình, người ta không muốn phô trương, còn chú là lại là khác. Chú muốn phô trương lên để cho những cái khu phố khác, những chẳng hạn như những cái khu quận 8 hay là nhà bè hay là quận Hóc Môn gì đó, người ta thấy được, người ta dựng lên những cái từ thiện như vậy. Chưa tồn tại lâu năm như hẻm Ông Tiên, tủ bánh mì từ thiện này chỉ mới xuất hiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 gần 2 tháng nay. Cứ 7 giờ sáng mỗi ngày, những chiếc xe bánh mì vàng giòn lại được xếp cẩn thận vào tủ. Không người bán, không người trông coi, bất cứ ai đói lòng đều có thể ghé qua lấy một ổ. Những cái việc làm của người ta như vậy thì mình cảm ơn người ta, làm rất tốt mà được không? Chứ có những người cơ nhỡ buổi sáng đó lúc người ta không có ăn, có người ta cũng đỡ. Mẹ chị là đi chùa rồi như là muốn làm từ thiện để giúp đỡ mọi người. Đó, những hoàn cảnh mà giống như người ta kém may mắn hơn mình thì muốn giúp một bữa ăn sáng vậy đó. Nếu như ai cần thì mình giúp. Ít thôi nhưng mà của ít thì lòng nhiều. Giống như mình làm cái này mục đích là từ thiện thì mọi người lấy thì mình cũng vui. Một cốc trà đá cho những ai phải mưu sinh giữa những ngày nắng gắt. Một chiếc bánh mì cho ai cần một bữa sáng khi trong túi chẳng còn đồng nào. Những hành động nhỏ nhưng đủ để nhiều người cảm thấy mảnh đất này thật ấm áp nghĩa tình. Tin chúng tôi vừa nhận được từ Văn phòng Thư ký Báo chí Nhà Trắng về lịch trình thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày mai. Ông Trump sẽ gặp ông Kim Jong-un vào 9 giờ sáng theo giờ địa phương và sẽ tham dự cuộc gặp 1-1, nghĩa là chỉ có hai nhà lãnh đạo và phiên dịch. Sau đó là một cuộc gặp song phương mở rộng và một cuộc ăn trưa làm việc. Đoàn Mỹ sẽ tham gia hội nghị song phương mở rộng, có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Thư ký Nhà Trắng Sarah Sanders, Đại sứ Sung Kim, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia về châu Á Mark Spottinger cũng sẽ tham gia buổi ăn trưa làm việc. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp báo trước khi về Mỹ vào 8 giờ tối ngày mai, theo giờ địa phương. Và quý vị đừng quên, từ 7 giờ 30 phút sáng ngày mai, hãy bật TV lựa chọn kênh VTC1 hoặc theo dõi kênh VTC1 trên rất nhiều nền tảng công nghệ khác nhau để theo dõi những bản tin đặc biệt về sự kiện
hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Sentosa, Singapore. Còn bây giờ, bản tin tối ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.